tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2021, sức hấp dẫn trở lại vàng vào tầm ngắm của giới đầu tư chuyên gia dự đoán vượt mốc 1.900 USD trên một ounce. Giá vàng thế giới đã ghi nhận một tuần thứ tư tăng liên tiếp và hiện nay đang giao dịch sát mốc 1.900 USD trên một ounce. Giới chuyên gia nhận định vàng đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ và có thể tiếp tục tăng giá vào tuần tới. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,08 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,45 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,14 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,49 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,33 triệu đồng trên một lượng. Cập nhật giá vàng ngày hôm nay đã bước sang tuần thứ tư tăng liên tiếp. Dù không thể vượt qua mức 1.900 USD trên một ounce như kỳ vọng, giá vàng thế giới vẫn cao hơn 36 USD so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước và tương đương mức tăng ròng 2% trong tuần này. Hiện tại, giá vàng đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.882 USD trên một ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá của Vietcombank tại thời điểm tham chiếu, giá vàng thế giới tương đương 52,45 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 4,03 triệu đồng trên một lượng so với vàng SJC trong nước. Giá kim loại quý trên thế giới tăng do sự sụt giảm của trái phiếu chính phủ Mỹ. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố vào ngày 19 tháng 5 cho thấy một số quan chức sẵn sàng điều chỉnh thắt chặt chính sách tiền tệ và tiếp tục phục hồi kinh tế. Trong nước, giá vàng SJC cũng chứng kiến phiên tăng thứ tư liên tiếp trong tuần. Tuy nhiên, giá vàng bán ra hiện tại vẫn thấp hơn hai phiên đầu tuần, đang phổ biến ở mức 56,55 triệu đồng trên một lượng. Nếu so với tuần trước, giá vàng hiện tại đang vẫn cao hơn 110.000 đồng và xác lập tuần thứ tư tăng liên tiếp. Chốt phiên giao dịch tuần này, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,08 đến 56,48 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa giá bán và mua vẫn là 400.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội được niêm yết ở mức 56,09 đến 56,44 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng 4 số 9 thương hiệu vàng ròng Thăng Long cũng được niêm yết ở mức 52,59 đến 53,14 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang trang sức giao dịch ở mốc 51,8 đến 52,9 triệu đồng trên một lượng. Vàng bắt đầu lại hot. Trong tuần này, vàng giữ vai trò là một người thay đổi cuộc chơi khi giá leo lên sát mức 1.900 USD trên một ounce, trong khi phần còn lại của thị trường giao dịch hỗn loạn. Chỉ trong phiên giao dịch đêm ngày 21 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Bitcoin, đồng điện tử lớn nhất thế giới đã tăng vọt lên 42.000 USD sau khi rớt mạnh xuống gần 30.000 USD vào ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, đà tăng bị cản lại sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho hay đang thực hiện các bước để giải quyết ổn định các giao dịch và thị trường tiền điện tử. Bộ này cũng nhấn mạnh sẽ yêu cầu bất kỳ tài khoản giao dịch nào trị giá 10.000 USD trở lên phải được báo cáo Sở Thuế vụ. Nhà phân tích thị trường cấp cao Oaya nhận định sau đợt bán tháo lớn trên thị trường tiền điện tử, sức hấp dẫn của vàng trở nên vào tầm nha ngắm của các nhà đầu tư, bao gồm những tổ chức mới. Bên cạnh đó, các quỹ hoán đổi như ETF cũng đã dừng bán vàng để trở lại thị trường. Bước sang đầu tháng 5, quỹ đầu tư tín thác vàng SBDR Rontax lớn nhất thế giới bất ngờ dừng bán tháo và quay trở lại mua ròng.
tính từ đầu tháng 5 năm 2021 trở lại đây. Quỹ này đã gom vàng với số lượng lớn lên đến 25,85 tấn, nâng khối lượng vàng nắm giữ lên 1.037,09 tấn vàng. Trong bối cảnh chỉ số lạm phát của nền kinh tế tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 13 năm trở lại đây. Và ông Moya đã nhấn mạnh, đây là một trong những tuần làm thay đổi cuộc chơi đối với nhiều nhà giao dịch. Bong bóng tiền điện tử đã xuất hiện. Trong tương lai, mọi người sẽ nhận thức rõ hơn và lo ngại hơn về sự biến động của Bitcoin. Điều này dẫn đến một làn sóng đổ tiền vào vàng và tôi lạc quan về kim loại quý. Hướng tới mốc 1.900 USD trên một ao, giới chuyên gia nhận định vàng đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ và có thể tiếp tục tăng giá vào tuần tới. Chuyên gia cao cấp của công ty Kitco cho hay, các đồn đoán về lạm phát gia tăng đang là yếu tố thuận lợi đối với thị trường kim loại quý bởi khi đó, giới đầu tư sẽ tìm đến các tài sản an toàn như một biện pháp phòng ngừa rủi ro lạm phát. Cùng quan điểm, chuyên gia thị trường cấp cao của Ohio cũng cho rằng, số liệu kinh tế Mỹ đã đưa ra cảnh báo về lạm phát tăng mạnh trong tuần này, nghĩa là lãi suất và đồng USD giảm, những yếu tố hỗ trợ tích cực cho vàng. Mốc giá tiếp theo được chú ý với vàng chính là 1.900 USD trên một ao, ngưỡng tâm lý quan trọng nhất của thị trường. Giám đốc chiến lược toàn cầu cũng cho biết, sau tháng 4 và tháng 5 giao dịch rất tốt, tương lai của vàng đã sáng lạng hơn. Và không sớm thì muộn, giá vàng sẽ vượt ngưỡng tâm lý 1.900 USD trên một ao. Chuyên gia này nhấn mạnh tâm lý thị trường vàng ngày một cải thiện và được củng cố bởi những sự gia tăng liên tục về dòng vốn chảy vào các quỹ giao dịch trao đổi. Và sự suy giảm của đồng USD và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng hỗ trợ cho vàng, tài sản theo truyền thống được xem như hàng rào chống lạm phát. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.